Vâng, xin kính chào bà con, rất vui được gặp lại bà con trong buổi tối ngày hôm nay. Và cũng đã rất lâu rồi, hôm nay chúng tôi mới lại live stream để trao đổi cùng bà con về lĩnh vực chăn nuôi cũng như là khống chế dịch bệnh đối với vật nuôi trong quá trình chăn nuôi. Trước khi trao đổi với bà con về khống chế dịch bệnh cũng như các cái quy trình chăn nuôi, lời đầu tiên cho chúng tôi và cái nội dung cuối cùng đó là tư vấn cho bà con sử dụng một số các loại thuốc thú y trong phòng và điều trị bệnh cho vật nuôi. Thì đấy là ba cái nội dung trong buổi live stream trực tiếp với bà con. Vâng, thưa bà con, trong quá trình mà chăn nuôi vịt thì một bệnh xảy ra thường xuyên và gây ra một cái thiệt hại rất lớn đối với người chăn nuôi vịt, đó là bệnh dịch tả vịt. Đó là bệnh dịch tả vịt. Thế vậy thì bệnh dịch tả vịt là một bệnh do virus gây nên, và với cái biểu hiện đặc trưng hay là triệu chứng đặc trưng là tiêu chảy phân xanh phân trắng, phù đầu, khẹt và có hiện tượng thần kinh liệt chân cũng như là ngẹo đầu. Bệnh xảy ra ở mọi độ tuổi và nó gây thiệt hại rất lớn đối với người chăn nuôi. Khi mà vịt bị mắc bệnh, cái tỷ lệ chết có thể lên tới 30-90%. Và đối với vịt đẻ thì nó ảnh hưởng rất lớn đối với tỷ lệ trứng, như chất lượng trứng cũng như là cái số lượng trứng giảm đi rất là nhiều so với bình thường. Thế vậy, khi mà đối với bệnh dịch tả vịt, cái phương thức truyền lây có hai cái phương thức truyền lây. Phương thức truyền lây thứ nhất là truyền lây trực tiếp. Thế vậy truyền lây trực tiếp ở đây là gì? Là những con vịt khỏe trực tiếp tiếp xúc với những con vịt bị mắc bệnh dịch tả. Thì đấy là cái phương thức truyền lây thứ nhất, là phương thức truyền lây là trực tiếp. Còn phương thức truyền lây thứ hai là phương thức truyền lây gián tiếp, tức là gì? Truyền lây qua cái yếu tố trung gian, ví dụ như qua thức ăn nước uống của vịt mà mắc bệnh dịch tả, hoặc là qua chất thải của vịt mắc bệnh dịch tả, ví dụ như là dãi, ví dụ như là phân, ví dụ như là nước uống và thức ăn thừa, vân vân. Nếu mà vịt khỏe mà tiếp xúc với chất thải của vịt bị mắc bệnh dịch tả thì sẽ bị mắc bệnh. Thì đấy là cái phương thức truyền lây. Vậy khi mà vịt mắc bệnh dịch tả thường có các triệu chứng như thế nào? Tất nhiên là có rất nhiều các triệu chứng, nhưng với một khoảng thời gian nhất định và một khoảng thời gian có hạn, chúng tôi chỉ trao đổi vắn tắt và nêu lên những cái triệu chứng điển hình để bà con chúng ta dễ nắm được mà sau này phát hiện bệnh trong quá trình chăn nuôi vịt. Vịt bị mắc bệnh dịch tả thường có hai thể. Thể thứ nhất là thể quá cấp tính. Thì ở thể quá cấp tính, vịt chết rất là nhanh và thường chết là không biểu hiện các triệu chứng cũng như không biểu hiện cái bệnh tích gì. Cái thể quá cấp tính này thường xảy ra ở đầu ổ dịch. Thì đấy là cái thể thứ nhất. Cái thể thứ hai là thể cấp tính. Thì ở thể này thường mắc nhiều hơn. Khi mà vịt bị mắc bệnh thì thường là có cái thời gian ủ bệnh từ 3-5 ngày, và vịt có biểu hiện ủ rũ, mệt mỏi, xã cánh, rút đầu vào cánh. Và khi mà thả đàn vịt ra thì những con vịt bị mắc bệnh thường là không theo kịp đàn, hoặc là đứng lại hoặc ở lại trong tiếng. Thứ sáu là vịt có cái triệu chứng thần kinh, ví dụ như là quay tròn, ví dụ như là dãy giụa, hoặc là bị liệt chân, hoặc là có hiện tượng là ngoẹo đầu. Thì đấy là các cái biểu hiện đặc trưng khi mà vịt bị mắc bệnh dịch tả. Và khi mổ khám thì cái đặc trưng nhất ở đây là cái thanh quản cũng như là khí quản bị xuất huyết rất là nặng, và đồng thời là gan
có hiện tượng sưng và tim cũng có cái hiện tượng là xuất huyết, đặc biệt là ruột có hiện tượng xuất huyết rất là nặng ở ruột, đặc biệt là ở ruột già và cũng như ở ruột non. Thì đấy là các cái biểu hiện lâm sàng cũng như là một số các cái bệnh tích đặc trưng khi mà vịt bị mắc bệnh dịch tả vịt. Thế vậy thì để mà phòng bệnh dịch tả cho đàn vịt trong quá trình chăn nuôi để hạn chế cái tỷ lệ rủi ro thì bà con chúng ta cần phải tiến hành các cái bước sau đây. Bước thứ nhất là phải vệ sinh thú y. Thế vậy vệ sinh thú y đây là gì? Chuồng nuôi phải thường xuyên sạch sẽ khô ráo, định kỳ tẩy uế chuồng nuôi bằng các thuốc sát trùng. Thì đấy là cái bước thứ nhất. Và bước thứ hai là xử lý cả cái môi trường nước mà khi mà chăn thả vịt. Và thứ ba là cũng định kỳ cho vịt uống nước tỏi. Thì nước tỏi đây là cứ 100g tỏi giã nhỏ pha với 10 lít nước và cho vịt uống tự do. Cho vịt uống tự do, uống thay nước hàng ngày. Đồng thời cái bã tỏi thì trộn vào thức ăn cho vịt ăn. Thì đấy là cái thứ nhất. Và thứ hai là phải định kỳ bổ sung các cái thuốc có tác dụng để nâng cao sức đề kháng, đặc biệt là polymix khoáng, vitamin ADE và vitamin tổng hợp. Thế định kỳ ở đây là chỉ cứ mỗi tháng một lần và mỗi một lần 5 đến 7 ngày. Thì đấy là ý, thứ hai. Và thứ ba là phải chăm sóc nuôi dưỡng tốt. Thì chăm sóc nuôi dưỡng tốt ở đây là gì? Thức ăn hàng ngày phải đầy đủ các chất dinh dưỡng, và các chất dinh dưỡng là phải được cân đối trong cái khẩu phần thức ăn hàng ngày. Thì đấy là cái bước thứ nhất là vệ sinh thú y. Bước thứ hai là phải là dùng vaccine để tiêm phòng. Thế vậy thì cái việc vaccine để tiêm phòng ở đây thì người ta thường quy định mấy cái trường hợp. Trường hợp thứ nhất, nếu mà đàn vịt con mà đối với đàn bố mẹ chưa được tiêm phòng thì cái việc tiêm phòng vaccine dịch tả vịt phải tiêm khi mà vịt được một tuần tuổi. Thì đấy là lần thứ nhất. Và lần thứ hai là khoảng 21 ngày tuổi hoặc là 28 ngày tuổi thì tiêm lần thứ hai. Và lần thứ ba là tiêm ở cái giai đoạn mà vịt hậu bị, nếu mà nuôi vịt đẻ. Thế còn trong trường hợp đàn vịt con mà được sinh ra từ cái đàn bố mẹ chưa được tiêm phòng vaccine dịch tả vịt thì cái việc mà tiêm phòng thường sớm hơn đối với đàn vịt mà con đã sinh ra được sinh ra từ đàn bố mẹ đã được tiêm phòng bệnh dịch tả đó là 5 ngày nhé, 5 ngày hoặc là 3 ngày người ta cũng đã tiêm phòng vaccine phòng bệnh dịch tả vịt. Thì đấy là cái việc mà phòng bệnh dịch tả vịt. Thế còn khi mà vịt đã xảy ra bệnh thì trước kia chúng ta chưa có cái kháng thể và cái khoa học kỹ thuật còn kém, thì khi mà vịt bị mắc bệnh dịch tả vịt thì thường là phải tiêu hủy toàn đàn. Nhưng hiện nay chúng ta đã có cái phác đồ điều trị, đặc biệt là đã có cái kháng thể tác động vào cho đàn vịt. Do vậy mà khi mà vịt bị mắc bệnh dịch tả thì can thiệp được và cái hiệu quả điều trị nó cũng đạt được là trên 90%. Thế vậy thì cụ thể này như thế nào? Khi mà vịt bị bệnh thì bà con chúng ta cần phải lưu ý quan sát và tách những con vịt bị bệnh ra khỏi đàn. Thế việc tách vịt bị bệnh ra khỏi đàn nó có mấy ý nghĩa? Ý nghĩa thứ nhất ở đây là dễ chăm sóc nuôi dưỡng. Ý nghĩa thứ hai là chúng ta sẽ gì khống chế được dịch bệnh và không cho dịch bệnh lây lan. Và ý nghĩa thứ ba là chúng ta thấy là dễ điều trị. Dễ điều trị và dễ quan sát. Thì đấy là cái việc mà tách vịt bệnh ra khỏi đàn. Và đồng thời với việc tách vịt bệnh ra khỏi đàn thì phải xử lý cái môi trường chăn nuôi. Thế vậy thì môi trường chăn nuôi đây là gì? Chúng ta phải thay chất độn chuồng, dùng thuốc sát trùng để tẩy uế chuồng nuôi và tẩy uế môi trường xung quanh. Cứ cách một ngày chúng ta tẩy uế một lần và tẩy uế liên tục 2 đến 3 tuần liền. Thì đấy là cái bước thứ nhất mà
bà con chúng ta cần phải tiến hành. Ý bước thứ hai, chúng ta cho toàn bộ đàn vịt uống nước tỏi. Thì nước tỏi như phần phòng bệnh tôi nói rồi là dùng cái nước tỏi được pha loãng, cụ thể cứ 100g tỏi giã nhỏ pha với 10 lít nước, gạn lấy nước trong cho vịt uống tự do, uống thay nước hàng ngày. Còn bã tỏi trộn vào khẩu phần ăn hàng ngày cho vịt ăn. Cái tỏi có tác dụng rất là tốt đúng trong việc là khống chế bệnh dịch tả vịt, không những khống chế bệnh dịch tả vịt mà nó còn khống chế được cái bệnh Newcastle hay gọi là bệnh gà dù, cũng như là bệnh CRD hoặc là bệnh IB đối với gà. Thì đấy là cái việc mà sử dụng nước tỏi thì bà con chúng ta cần lưu ý như vậy. Và sử dụng một cái phác đồ mà chúng tôi tư vấn thì bà con thực hiện như sau. Việc đầu tiên là dùng kháng thể dịch tả vịt, nhớ nhá, dùng kháng thể dịch tả vịt tiêm cho toàn bộ đàn vịt liều lượng theo chỉ dẫn trên bao bì sản phẩm và tiêm liên tục 3 ngày liền nhá. Nhớ là phải tiêm liên tục trong 3 ngày liền, và sau 3 ngày tiêm kháng thể dịch tả vịt thì bà con dùng vaccine dịch tả vịt nhá, dùng vaccine dịch tả vịt tác động trên toàn đàn vịt với liều gấp 2 lần so với liều phòng bệnh. Thế vậy liều gấp 2 lần so với liều phòng bệnh ở đây là gì? Là một lọ vaccine hoặc một ống vaccine người ta chỉ dẫn là tiêm phòng cho được 1.000 con, thì trong trường hợp này chúng ta chỉ dùng cho được 500 con, thì đấy là với liều gấp đôi. Và tôi nhắc lại, vaccine chỉ tác động một lần nha, sau khi mà tiêm kháng thể dịch tả vịt 3 ngày và tác động với liều gấp đôi liều phòng. Thì đấy là cái bước thứ hai. Và bước thứ ba là dùng kháng sinh để điều trị cái bệnh kế phát và vi khuẩn bội nhiễm. Thì bà con chúng ta có thể dùng một trong các cái loại kháng sinh sau đây, ví dụ như là dùng Amoc 50 hoặc có thể là dùng Fluphenicol, hoặc có thể là dùng Enzofloc, hoặc có thể là dùng Thiamphenicol, hoặc có thể dùng Neotesol vân vân, trộn vào khẩu phần ăn hoặc là pha với nước uống cho vịt ăn, hoặc là uống liên tục 5 đến 7 ngày. Để cho đàn vịt nhanh chóng được hồi phục thì bà con dùng glucocase thảo dược kết hợp với vitamin tổng hợp, ví dụ như là multivit C hoặc là super vita hoặc là polyvitamin, cùng với vitamin A, D, E và thuốc giải độc gan thận như Buganic, Buganoc hoặc là Forentic. Những thuốc này hòa với nước sạch cho vịt uống tự do và uống liên tục từ 10 đến 15 ngày, cùng với việc mà sử dụng men tiêu hóa trộn vào khẩu phần ăn hàng ngày để kích thích quá trình tiêu hóa hấp thu cũng như điều chỉnh lại cái hệ vi sinh vật trong đường tiêu hóa. Thì đấy là cái biện pháp mà điều trị bệnh dịch tả vịt. Và với cái phác đồ trên, chúng tôi cũng đã tư vấn cho rất nhiều bà con, và nhiều bà con đã hồi âm trở lại là cái hiệu quả điều trị cũng tương đối cao, cũng như phần đầu chúng tôi nói nó đạt là 90 đến trên 90%. Như vậy thì đấy là bệnh dịch tả vịt. Và chúng tôi trao đổi với bà con, đối với bà con chăn nuôi vịt thì cần phải lưu ý đối với bệnh này, bởi vì bệnh này là một bệnh mà chúng ta thấy đã xảy ra rất lâu đối với đàn vịt, và nó thường xảy ra ở tất cả các cái nông hộ chăn nuôi vịt ở mọi thời vụ, ở mọi độ tuổi, và gây thiệt hại rất lớn đối với chăn nuôi vịt như phần trên mà tôi đã nói. Tỷ lệ chết có thể lên tới từ 30 đến 90%. Thì đấy là cái mục đầu tiên là nước báo của người chăn nuôi. Thì chúng tôi muốn trao đổi với bà con một cái bệnh mà thường xuyên xảy ra và gây thiệt hại rất lớn đối với ngành chăn nuôi vịt, đó là bệnh dịch tả vịt. Vâng, sang phần thứ hai là phần trả lời trực tiếp đối với bà con đang tham gia cái buổi live stream của chúng tôi, đưa ra những câu hỏi. Vâng, rất cảm ơn bà con, rất nhiều bà con đã tham gia cái buổi live stream trực tiếp của chúng tôi. Và trong quá trình mà tham gia thì xin bà con hãy đưa ra những câu hỏi nha. Hãy đưa ra những câu hỏi để chúng tôi trả lời cho bà con, ít nhiều cũng giúp cho bà con khống chế được cái dịch bệnh trên đàn vật nuôi
giảm những thiệt hại trong quá trình chăn nuôi. Đặc biệt trong cái giai đoạn hiện nay, giá thức ăn tăng cao, giá đầu ra, giá sản phẩm thì lại là thấp. Do vậy nếu mà chúng ta không khống chế được dịch bệnh mà không hạn chế được cái tỷ lệ heo hụt thì cái việc chăn nuôi của chúng ta sẽ không có hiệu quả. Vâng, câu hỏi thứ nhất của khán giả tên là Ánh Nguyệt. Bác cho em hỏi, gà nhà em hiện được 30 ngày tuổi bị sưng mí mắt, nên cho uống thuốc gì và cách phòng ạ? Vâng, cái hiện tượng mà viêm giác mạc hoặc kết mạc ở cái hiện tượng sưng mắt thì nó là một cái triệu chứng của rất nhiều bệnh. Ví dụ như là bệnh CRD hay còn gọi là bệnh viêm đường hô hấp mãn tính, hoặc là bệnh Newcastle hay còn gọi là bệnh gà dù nhá, hoặc là bệnh ILT hoặc là APV vân vân. Chính vì vậy mà chị chỉ đưa ra những câu hỏi như vậy thì chúng tôi thấy là nó cũng chưa đặc trưng và chưa điển hình và chưa đủ cơ sở để chúng tôi chẩn đoán và đưa ra cái phác đồ điều trị. Nhưng tất nhiên trong cái giai đoạn hiện nay thì theo chúng tôi rất có thể đàn gà của nhà chị bị mắc bệnh Newcastle và có ghép với CRD. Và trong trường hợp này chúng tôi tư vấn cho chị như sau. Việc đầu tiên là chị cần phải lưu ý là kiểm tra những con gà có cái biểu hiện như là chị nêu ở trên để tách riêng ra. Thì tách riêng ra đây là dễ theo dõi, dễ điều trị và hạn chế được cái hiện tượng lây lan. Đồng thời là xử lý cái môi trường chăn nuôi. Đặc biệt là nếu mà cái chất độn chuồng mà bị ô nhiễm thì phải thay chất độn chuồng, cùng với việc là dùng thuốc tẩy uế chuồng nuôi cũng như là tẩy uế môi trường xung quanh. Thì đấy là cái bước thứ nhất mà chị cần phải lưu ý. Và đặc biệt trong những ngày nắng nóng này, nếu mà mật độ đàn gà mà quá cao thì phải giảm cái mật độ và chuồng nuôi phải được thông thoáng, đồng thời phải giữ mát khi chuồng nuôi, cho gà uống nước mát. Thì đấy là cái bước thứ hai mà chị cần phải lưu ý. Và bước thứ ba là cũng cho gà uống nước tỏi. Thì nước tỏi như nãy tôi đã trao đổi là 100 gram tỏi giã nhỏ pha với 10 lít nước, gạn lấy nước trong cho gà uống tự do và uống thay nước, đồng thời bã tỏi trộn vào khẩu phần thức ăn cho gà ăn hàng ngày. Và thực hiện cái phác đồ mà chúng tôi tư vấn như sau. Việc đầu tiên là dùng kháng thể gum. Tôi nhắc lại là chị dùng kháng thể gum tiêm cho toàn bộ đàn gà, liều lượng theo chỉ dẫn trên bao bì sản phẩm, và tiêm liên tục 3 ngày liền. Sau 3 ngày dùng kháng thể gum thì chị dùng vaccine NDIB. Như vậy là đối với đàn gà của chị được có 1 tháng cho nên không tiêm được, là dùng cái vaccine để nhỏ hoặc là cho uống. Thì tốt nhất là dùng cái vaccine NDIB nhỏ cho toàn bộ đàn gà với liều gấp 2 lần đối với liều phòng. Thế vậy là gấp 2 lần so với liều phòng ở đây là gì? Một ống vaccine hoặc một lọ vaccine mà người ta chỉ dẫn phòng cho 1.000 con. Thì trong trường hợp này là chị chỉ nhỏ cho uống 500 con, thì đấy là với liều gấp đôi. Và tôi nhắc lại là vaccine chỉ tác động một lần và tác động với liều gấp 2 lần hoặc gấp đôi so với liều phòng bệnh. Song song cùng với việc mà sử dụng vaccine tác động cho đàn gà thì chị dùng kháng sinh để điều trị cái bệnh kế phát. Ví dụ như là chị dùng, nếu mà gà có biểu hiện là hen khẹt, đặc biệt là trong trường hợp mà như nãy tôi nói là do kết ghép Newcastle ghép với CRD, cho nên là dùng timicosin nhé, dùng timicosin cho gà uống, hoặc là dùng doxy 50 cho gà uống, hoặc là dùng tetramycin hoặc là erythromycin cho gà uống vào buổi sáng. Còn buổi chiều thì dùng florfenicol hoặc là thiamphenicol cho gà uống, liều lượng theo chỉ dẫn trên bao bì sản phẩm. Và cái kháng sinh này chỉ dùng từ 3 đến 5 ngày. Để cho đàn gà nhanh chóng được hồi phục thì chỉ dùng dung dịch gluco KC thảo dược kết hợp với vitamin tổng hợp như là Super Vita C hoặc là Multivit C kết hợp với
thuốc giải độc gan thận như Boganic, Boganoc hoặc là Forentic. Những thuốc này hòa với nước sạch cho gà uống tự do và uống liên tục từ 10 đến 15 ngày, cùng với việc mà sử dụng men tiêu hóa bổ sung vào khẩu phần ăn hàng ngày. Và với cái biện pháp trên sẽ khắc phục được cái hiện tượng mà trên đàn gà như chị mô tả. Chúc chị xử lý thành công. Vâng, rất cảm ơn bà con, rất nhiều bà con đã tham gia cái buổi live stream của chúng tôi. Và trong quá trình theo dõi cùng live stream thì bà con hãy đưa ra những câu hỏi để chúng tôi trả lời cho bà con. Vâng, trong cái giai đoạn hiện nay đối với đàn gà, cũng như là tôi đã trao đổi với bà con là cái giá thức ăn tăng rất là cao, nhưng cái giá sản phẩm thì rất là hạ, cho nên mà đặc biệt là cái tình hình dịch bệnh lại là xảy ra hết sức phức tạp. Không những là đối với bệnh truyền nhiễm thông thường mà hiện nay lại xuất hiện các cái bệnh cúm AH5N8. Cái cúm AH5N8 thì chúng thấy là cái độc lực nó rất cao và gây thiệt hại rất lớn đối với người chăn nuôi, và đồng thời là nó cũng có khả năng lây sang người và cũng gây thiệt hại đối với người. Do vậy mà bà con chúng ta cần phải lưu ý. Và đối với một số nơi như bữa trước chúng tôi nói là Hòa Bình hoặc là Quảng Ninh hoặc một số địa phương khác cũng đã xuất hiện những cái ổ dịch H5N8 trên đàn gà. Thế vậy thì cái vaccine mà để mà cái này là các cái số trước tôi cũng đã nói là cái H5N8, cúm AH5N8 cho đàn gà rồi. Thì hiện nay là cái cúm AH5N8 cái kháng nguyên nó có tính tương đồng đối với H5N6. Do vậy mà các cái vaccine hiện nay để phòng bệnh cúm AH5N6 thì cũng có hiệu quả trong việc phòng bệnh cúm AH5N8 đối với đàn gà. Do vậy là cũng trao đổi đối với bà con để chúng ta biết như vậy. Vâng, xin mời bà con chúng ta cần lưu ý. Và trong những cái thời gian này do giá thức ăn tăng cao và cái giá sản phẩm lại giảm, thì theo chúng tôi là trong quá trình chăn nuôi thì bà con chúng ta cần phải tận dụng những cái sản phẩm nông nghiệp và chúng ta để tự phối trộn thức ăn để giảm cái chi phí trong quá trình chăn nuôi, và đồng thời phải nắm bắt được những cái kỹ thuật cơ bản trong quá trình chăn nuôi để giảm những chi phí trong quá trình chăn nuôi. Đồng thời phải thực hiện tốt các cái quy trình phòng bệnh, cũng như là cái việc mà mua và chọn những con giống là phải đúng nguồn gốc. Nếu không thì cái chi phí trong quá trình chăn nuôi rất là cao. Vì vậy mà bà con chúng ta cần phải lưu ý. Như vậy cái việc mà phối trộn thức ăn trong chăn nuôi gà cũng như chăn nuôi lợn thì chúng tôi cũng đã nói rất nhiều. Thì cái thành phần mà phối trộn này chúng ta có thể là sử dụng, thường là sử dụng là bột cắm ngô. Bột cắm ngô thường có thể là dùng với tỷ lệ từ 58-60%, bột cắm gạo từ 15-18%, bột cá hoặc là bột đậu tương đối với gà thì có thể là dùng 18-20%, và bột pyrimid khoáng và vitamin từ 0,1-1%. Thì đấy là chúng ta tận dụng những cái sản phẩm nông nghiệp mà chúng ta sẵn có để chúng ta tự phối chế thức ăn để giảm cái chi phí trong quá trình chăn nuôi. Và lưu ý là khi mà chúng ta tự phối chế thì bà con chúng ta cần phải lưu ý là chúng ta phối chế với một lượng vừa phải và để tích trữ chỉ trong vòng khoảng độ 7 ngày. Sau đó chúng ta lại tiếp tục phối chế. Chứ là nếu chúng ta phối chế với một lượng lớn thì không bảo quản được thì nó rất dễ bị
ôi bị mốc, mà bị ôi bị mốc thì ảnh hưởng rất lớn tới đàn gà. Ví dụ như là trúng độc nấm mốc, hoặc là hiện tượng là thức ăn bị ôi thiêu sẽ gây nên bệnh tiêu hóa, hoặc là hiện tượng là trúng độc nấm mốc đối với đàn gà. Vì vậy bà con chúng ta cần cần lưu ý trong quá trình chăn nuôi. Vâng, bà con đưa ra những câu hỏi để chúng tôi trả lời. Vâng, anh một khán giả tên là Trần Vinh, thầy cho em hỏi cách phối trộn thức ăn cho heo đạt có hiệu quả là hiệu quả nhất. Vâng, cái việc mà phối trộn thức ăn thì nó cũng như là nó cũng công thức chung thôi, nó công thức chung, như là có một số cái nó có thể là khác. Cụ thể là bột cắm ngô, thì bột cắm ngô thì người ta cũng sử dụng là với tỷ lệ là 60%. Nhá, 60%. Và thứ hai là bột cắm gạo, thì bột cắm gạo có thể là 15-18%. Và thứ ba, nếu mà ở khu vực miền núi hoặc khu vực trung du mà có bột bột sắn ấy, hay một số nơi gọi là bột mì, thì sử dụng khoảng độ là 5-8%. Và bột cá hoặc là bột đậu tương, thì bột cá là bột đậu tương là nó cung cấp chất đạm, thì đối với lợn là chỉ trong khoảng là 15%, 15%. Và nếu mà không có bột cá hoặc là bột đậu tương thì có thể là dùng cái cám đậm đặc cũng được, thì cái tỷ lệ đạm nó cũng cao, nhưng mà trong trường hợp này thì nó là phải là 18%. Và premix khoáng, tức là khi cung cấp chất khoáng cũng như vitamin, đó là 0,5-1%. Còn trong một số trường hợp mà bà con có thể là tận dụng những một số cái phế phụ phẩm, ví dụ như là hèm rượu, hèm bia, hay một số nơi gọi là bã rượu bã bia đấy, nhưng trong trường hợp này là chỉ sử dụng với một cái tỷ lệ rất là thấp, khoảng 4%. Cái tỷ lệ khẩu phần thức ăn hàng ngày, thì đấy là các cái biện pháp hoặc là cách phối trộn thức ăn có hiệu quả nhất mà giảm chi phí trong quá trình chăn nuôi, đặc biệt là trong cái giai đoạn chăn nuôi hiện nay, không những gà mà cả lợn nữa, cái giá thức ăn tăng lên rất cao và cái giá sản phẩm này là rất là hạ. Tôi lấy ví dụ như đối với lợn hiện nay là giá sản phẩm là chỉ là 55-56 thôi. Đó, 55-56, mà cái thức ăn hiện nay là theo chúng tôi điều tra biết là mỗi một bao cám nó có thể tăng lên gấp 8 lần so với trước. Đó, gấp 8 lần so với trước. Do vậy mà chúng ta thấy là nếu mà chúng ta không biết mà chăn nuôi thì cái hiệu quả chăn nuôi không cao. Hiệu quả chăn nuôi không cao. Vâng, xin mời bà con tiếp tục đưa ra những cái câu hỏi để chúng tôi trả lời. Vâng, anh một khán giả tên là Lương Huy, em chào thầy. Thầy cho em xin cái lịch vaccine tiêm cho lợn nái và lợn con với ạ. Vâng, thì trước tiên là tôi giới thiệu cho anh cái lịch mà phòng bệnh cho đàn lợn con, và cái hiện nay vẫn thông dụng nhất là người ta sử dụng cái vaccine đơn giá, chứ còn cái vaccine đa giá thì quy trình nó lại khác. Nhưng mà vaccine đa giá hiện nay là ít người được sử dụng, chủ yếu là các trang trại lớn để người ta sử dụng, chứ còn đối với những cái gia trại mà trang trại nhỏ thì thường vẫn dùng cái vaccine mà vaccine đơn giá. Thì vậy thì đối với đàn lợn con hiện nay là người ta thường để phòng bệnh như thế này. Thứ nhất là khi mà lợn mới đẻ ra, người ta thường là cho uống cái kháng thể E. coli. Mới đẻ ra gọi lợn không ngày tuổi, và ở 1 đến 2 ngày tuổi thì người ta cũng dùng kháng thể E. coli người ta tiêm, và khi lợn được 3 ngày tuổi thì người ta dùng cái chế phẩm sắt để tiêm cho lợn con. Nếu mà chế phẩm là 2mg trên 1ml thì người ta chỉ tiêm một lần, còn nếu mà chế phẩm mà 1mg trên 1ml thì người ta phải tiêm 2 lần, là tiêm vào ngày thứ 3 khi lợn sinh ra và ngày thứ 10, tức là sau 7 ngày sau thì lại tiêm cái mũi thứ hai. Thì đấy là cái việc mà sắt. Và đồng thời là khi lợn được 7 ngày tuổi thì dùng vaccine phòng bệnh xuyễn nhá. Và thường là tiêm 2 lần, đến 21 ngày tuổi thì người ta tác động cái lần thứ hai đối với vaccine phòng bệnh xuyễn.
Rồi, khi mà lợn được 14 đến 16 ngày tuổi thì người ta dùng vaccine phòng bệnh tai xanh để người ta tiêm cho lợn. Và khi lợn được 22 đến 28 ngày tuổi thì dùng vaccine phòng bệnh phó thương hàn. Khi lợn được 30 ngày tuổi thì dùng vaccine phòng bệnh dịch tả lợn cổ điển. Khi lợn 35 ngày tuổi thì dùng vaccine phòng bệnh phù đầu sưng mặt. Và khi lợn được là 50 đến 60 ngày tuổi thì dùng vaccine phòng bệnh tụ huyết trùng. Đó, phòng bệnh tụ huyết trùng thì đấy là đối với đàn lợn nuôi nuôi vỗ béo thì người ta sử dụng cái quy trình vaccine mà cái vaccine đơn giá như vậy. Thế còn đối với đàn nái thì người ta thường tác động vào hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là cái giai đoạn mà hậu bị, thì hầu hết là cái giai đoạn hậu bị thì người ta xem là cái thời gian mà lợn con đã được tiêm loại vaccine gì thì người ta bổ sung. Người ta bổ sung ví dụ như là có thể là tiêm lại cái vaccine tai xanh, vaccine dịch tả lợn cổ điển, rồi là vaccine khô thai, rồi là vaccine giả dại. Thì trong trường hợp đấy đó là người ta thường tác động ở cái giai đoạn hậu bị, và thường tác động trước khi phối khoảng độ 5 đến 7 ngày. Thế còn thì một số vaccine người ta có thể tác động khi mà lợn còn đang mang thai, ví dụ như là vaccine phòng bệnh tai xanh. Thì cái vaccine phòng bệnh tai xanh thì chỉ có một số vaccine tác động được khi mà lợn đang mang thai, đặc biệt là mang thai ở cái kỳ 2. Ví dụ như là vaccine phòng bệnh tai xanh của Đức hoặc là của Pháp. Thế còn các loại vaccine khác thì không tác động được. Ví dụ vaccine Trung Quốc hoặc là vaccine của Hàn Vét thì tác động vào rất dễ gây nên sảy thai, cho nên người ta không tác động. Và chỉ trường hợp nữa là khi mà lợn mang thai ở ngày thứ 75 đến 80 thì người ta dùng vaccine phòng bệnh tụ huyết trùng, người ta tiêm phòng, và với vaccine phòng bệnh dịch tả lợn cổ điển người ta tiêm cho lợn. Và trong một số trường hợp, một số bệnh, ví dụ như là để mà phòng bệnh E. coli phù đầu thì người ta thường tiêm cho con nái trước khi đẻ 3 tuần. Hoặc là giả dại, phòng bệnh giả dại thì tiêm cho con nái trước khi đẻ là 2 tuần. Thì đấy là cái quy trình phòng bệnh bằng vaccine đối với heo con và đối với heo nái mà anh Thoại và chúng tôi tư vấn cho anh như vậy. Vâng, xin mời bà con và anh chị em đưa ra những câu hỏi. Vâng, một khán giả tên là Việt Trần, thầy cho phê phác đồ heo rừng lai thầy nhé, như phác đồ gì đó, cái phác đồ gì thì không biết, là cái anh phải hỏi rõ là cái phác đồ ví dụ như là điều trị khi lợn con tiêu chảy phân trắng, hoặc là phác đồ điều trị bệnh suyễn vân vân, chứ chỉ đưa ra là cái phác đồ heo rừng thì là không có cái tiêu đề cụ thể anh nhá. Vâng, thì tí nữa anh đưa ra những cái tiêu đề cụ thể nha. Điều phác đồ là điều trị bệnh gì cụ thể thì nếu là tí tôi sẽ trả lời cho anh nhá. Vâng, một khán giả tên là Hoa Phùng hay gì, bác cho cháu hỏi lợn là bị ho, hắt hơi, kém ăn thì bị sao? Vâng, cái hiện tượng mà lợn ho và có hiện tượng hắt hơi thường là do bệnh suyễn. Thường là do bệnh suyễn hay một số trường hợp người ta gọi là viêm phổi địa phương. Thì đây là một bệnh nó cũng xảy ra thường xuyên và xảy ra ở hầu hết các cái cơ sở chăn nuôi lợn hoặc là các cái nông hộ chăn nuôi lợn. Và bệnh này khó điều trị được nha, khó điều trị được triệt để. Tôi nói có nghĩa là gì? Khi mà chúng ta dùng thuốc có phác đồ tốt thì nó chỉ khống chế được
tức là lợn vẫn phát triển được bình thường, không ho và không có hiện tượng thở khó nữa thôi. Nhưng khi mà khí hậu thời tiết thay đổi và chăm sóc nuôi dưỡng kém và giảm sức đề kháng thì lợn lại bắt đầu là phát bệnh, tức là lại ho và có hiện tượng thở khó. Cho nên là trong trường hợp này bà con chúng ta cần phải lưu ý. Và đối với bệnh này thường xảy ra trong những điều kiện khí hậu thời tiết khắc nghiệt và thay đổi đột ngột. Vậy để mà khắc phục cái trường hợp này thì chị cần phải lưu ý này. Thứ nhất là phải cải thiện lại môi trường chăn nuôi. Thế vậy cải thiện lại môi trường chăn nuôi ở đây là gì? Chuồng nuôi phải thường xuyên sạch sẽ, khô ráo. Đặc biệt trong những ngày oi bức này là phải thông thoáng. Bởi vì nếu không sạch sẽ, khô ráo, không thông thoáng thì cái hàm lượng khí độc trong chuồng nuôi như H2S và NH3 nó nhiều. Và nó nhiều, nó tác động vào những đường hô hấp mà làm cho bệnh càng nặng thêm. Do vậy mà cần phải cải thiện lại cái môi trường chăn nuôi là như vậy, thì chỉ cần phải lưu ý. Và nếu mà với một cái số lượng nhiều và chỉ có hiện tượng hắt hơi và ho nhẹ thì chị có thể dùng một trong các loại thuốc sau đây để cho lợn uống hoặc là trộn vào thức ăn, ví dụ như là doxy 50 hoặc là doxy 75, ví dụ như là timicosin, ví dụ như là erythromycin và ví dụ như là tetracycline hoặc tetramycin, trộn vào thức ăn hoặc pha với nước uống cho lợn ăn hoặc là uống liên tục 5 đến 7 ngày. Thế còn thì trong trường hợp mà lợn bị nặng, ăn kém và ho nhiều thì phải dùng thuốc điều trị. Thế vậy khi dùng thuốc như sau, việc đầu tiên là dùng thuốc trợ sức trợ lực và nâng cao sức đề kháng như vitamin C kết hợp với B1 kết hợp với caffeine tiêm cho lợn ngày một lần. Dùng Catosan, đây là thuốc bồi bổ cơ thể, hoặc là Satosan tiêm cho lợn ngày một lần, liều lượng theo chỉ dẫn trên bao bì sản phẩm. Và đặc biệt là dùng thuốc kháng sinh đặc trị. Thế vậy cái thuốc kháng sinh đặc trị hiện nay có rất nhiều các loại thuốc kháng sinh đặc trị đối với bệnh suyễn. Ví dụ như là dùng doxycycline tiêm, hoặc là dùng erythromycin để tiêm, hoặc là dùng thiamulin nhé, dùng thiamulin để tiêm, hoặc có thể là dùng cefotaxin để tiêm, hoặc có thể là dùng zantamicin kết hợp với tilosin để tiêm. Thì đây là những loại thuốc có tác dụng rất là tốt đối với bệnh suyễn. Thế vậy thì cùng với cái việc mà dùng thuốc kháng sinh đặc trị thì cần phải dùng thuốc giảm viêm. Thì cái thuốc giảm viêm đối với lợn thì thường là dùng dexamethasone để tiêm. Và lưu ý là cái dexamethasone tiêm cho lợn là phải lưu ý đối với lợn đang mang thai không tiêm. Nếu mà tiêm thì sẽ dễ gây nên sảy thai. Do vậy là chị cũng như bà con chúng ta cần phải lưu ý. Một vấn đề nữa là giảm ho long đờm thì dùng bromhexin. Thế vậy là bromhexin hiện nay nó có hai chế phẩm, một loại là để tiêm và một loại để là pha với nước uống. Thì đối với lợn trong trường hợp số lượng ít thì là dùng cái chế phẩm là tiêm là tốt nhất, nhá. Thì đấy là cái biện pháp mà điều trị. Vậy thì cái biện pháp điều trị tiêm ở đây là tiêm liên tục từ 5 đến 7 ngày. Thì chị cần lưu ý cái phác đồ. Và với phác đồ này thì nó có hiệu quả, nhưng tôi nói rồi, nó chỉ là giảm cái triệu chứng chứ không dứt điểm được đối với bệnh. Mà nếu mà chăm sóc nuôi dưỡng không tốt thì lợn lại là lại xuất hiện. Vâng, một khán giả nữa tên là Thành Công. Thầy ơi, nói về viêm da nổi cục ở châu bò. Vâng, cái bệnh viêm da nổi cục thì từ cuối năm ngoái cho đến hiện nay, đặc biệt là ở cái giai đoạn mà vừa rồi thì bệnh nó xảy ra rất nhiều ở hầu hết tất cả các địa phương, và cũng là gây những thiệt hại. Cái thiệt hại đây là không những là chỉ nổi những cái cục ở trên da mà nó còn có những cái hiện tượng là bệnh ghép và bệnh kế phát. Ví dụ như là bệnh kế phát cái viêm phổi, kế phát với hiện tượng mà suy tim, và kế phát ghép với bệnh ký sinh trùng
ký sinh trùng đường máu. Thế vậy là hầu hết là thường là có thể ghép với ký sinh trùng đường máu. Thì tại sao nó lại ghép với bệnh ký sinh trùng đường máu khi mà bị viêm da nổi cục? Là vì chúng ta thấy là cái tác nhân mà gây bệnh viêm da nổi cục là những con côn trùng. Thế vậy thì những cái côn trùng đấy thì nó hút máu. Đó, những con trâu con bò bị viêm da nổi cục đồng thời cũng lại bị nhiễm cái ký sinh trùng đường máu. Cho nên khi mà chích vào cái con trâu bò khỏe thì đồng thời truyền cả hai bệnh. Và khi mà trâu bò mà ghép cả hai bệnh này thì cái triệu chứng rất là nặng. Thế vậy thì đối với bệnh viêm da nổi cục thì tôi có mấy video nói rồi thôi, nhưng mà bây giờ tôi nói qua một chút. Và nếu muốn mà kỹ thì là anh và bà con sẽ vào cái YouTube chuyên gia Phạm Ngọc Thạch và cái mục, cái tiêu đề bệnh viêm da nổi cục ở châu bò và cái biện pháp khắc phục. Thế vậy tôi nói qua một chút là đối bệnh này nó có mấy thể. Thể nhẹ, thể trung bình và thể nặng. Cái thể nhẹ ở đây là chỉ có hiện tượng là nổi cục ở trên da, hay nói là cái hiện tượng viêm da. Và đây nó cũng là một cái loại virus mà thuộc họ virus đậu, như là đậu của dê, như là đậu của lợn, vân vân nha. Nó chỉ tác động, thì trong trường hợp này nó chỉ tác động trên da nổi, thì cái thể này nó nhẹ. Mà nếu mà chúng ta chăm sóc nuôi dưỡng tốt, dùng thuốc nâng cao sức đề kháng và bồi bổ cơ thể thì là các cái cục này dần dần nó sẽ gì, nó sẽ hết đi và con vật là trở lại được bình thường. Và thì tất nhiên ở cái trường hợp mà bị viêm da nổi cục mà ở thể nhẹ này thì ngoài cái việc mà da bị nổi cục nhiều ở trên da thì còn có hiện tượng là viêm kết mạc, viêm giác mạc, là con trâu con bò thường có hiện tượng viêm mắt và chảy nước mắt, và cũng có hiện tượng là chảy nước mũi và có hiện tượng sốt cao. Thì trong trường hợp này là chúng ta là dùng thuốc để nâng cao sức đề kháng, bồi bổ cơ thể và dùng thuốc để hạ sốt đối với con vật. Thì đấy là cái thể nhẹ. Cái thể trung bình thì nó có thể là kế phát cái hiện tượng là viêm phổi. Cho nên là ngoài cái hiện tượng mà viêm da viêm da nổi cục nói trên thì có hiện tượng viêm phổi, thì trâu bò có hiện tượng là thở khó, có hiện tượng là ho nhẹ, có hiện tượng sốt cao. Thì trong trường hợp này là chúng ta phải sử dụng kháng sinh đặc trị đối với viêm phổi, ví dụ như là dùng Amoc NA hoặc là kết hợp với Ceftifur, hoặc là có thể là dùng Kanamycin, hoặc có thể là dùng Zantatilo để chúng ta tác động vào cái trường hợp này. Và cái trường hợp thứ ba là cái trường hợp mà thể nặng. Thì thể nặng đây thường gây nên cái hiện tượng là ảnh hưởng trụy tim và kế phát, hay là ghép cùng với ký sinh trùng đường máu. Thì trong trường hợp này là thường có cái biểu hiện là bị phù nề, phù ở vùng mặt, phù vùng yếm và phù ở chân. Phù mặt, phù yếm và phù chân, và phù rất là nặng. Thế vậy thì trong trường hợp này mà cái tỷ lệ là chết cũng tương đối cao. Vì vậy mà trong trường hợp này thì ngoài cái việc mà điều trị mà chúng tôi nêu trên là dùng thuốc trợ sức trợ lực, nâng cao sức đề kháng và bồi bổ cơ thể, thì phải là dùng kháng sinh để mà điều trị cái bệnh kế phát, cái bội nhiễm vi khuẩn, và đặc biệt là chúng ta phải truyền dịch. Cái truyền dịch đây là truyền dung dịch gluco 10-20% cứ ngày truyền một lần nhé, ngày truyền một lần, và dùng thuốc lợi tiểu. Thì thuốc lợi tiểu đây có thể là dùng urotropin tiêm bắp hoặc là tiêm tĩnh mạch cùng với việc là truyền dịch, và dùng diuretin để mà cho con vật uống để mà giảm hiện tượng phù và giảm cái hiện tượng là lợi tiểu, và dùng thuốc là bổ gan như forentic hoặc là forentic và boganic boganoc để mà tác động vào, rồi sau đó là tác động cái thuốc điều trị ký sinh trùng đường máu như là azidin hoặc là triparasoma. Như vậy là cái thể nặng, cái thể thứ ba là phải điều trị tích cực và phải điều trị sớm thì cái hiệu quả nó mới cao. Thì đấy là tôi nói qua cái bệnh viêm da nổi cục và lưu ý như vậy. Thế vậy thì đối với bệnh viêm da nổi cục này, bà con và anh cũng lưu ý là bản thân nó đã gây nên cái hiện tượng là sảy thai, chứ không phải một số trường hợp nói là do tiêm thì nó trâu bò đang mang thai mà do tiêm thì nó bị sảy thai, không phải. Ngay là khi mà trâu bò đang mang thai thì cái tỷ lệ mà sảy thai đối với bệnh này nó tác động vào cũng là tỷ lệ rất là cao.
nhé. Thì đấy là qua với anh như vậy thôi. Một khán giả nữa nhà Trần Văn Sang, thầy nói về bệnh cúm H9N2 ở gà đẻ có được không? Vâng, thì cái trường hợp này thì nó cũng là cúm A, nhưng mà cái biểu hiện của nó thường là nó biểu hiện là không rõ, và trên thực tế thì thường là nó thường là có biểu hiện mà rất giống một số các cái bệnh, ví dụ như là cái bệnh E. coli gây hiện tượng tiêu chảy, hoặc là Salmonella gây hiện tượng tiêu chảy, hoặc là cái bệnh CRD, tức là bệnh viêm đường hô hấp mãn tính. Gà cứ hen khẹt và cứ tiêu chảy điều trị mãi không khỏi. Đó, điều trị mãi không khỏi. Thì đối với gà đẻ thì còn giảm cái tỷ lệ trứng và ảnh hưởng rất lớn tới cái chất lượng trứng, như là trứng bị vỏ mỏng này, rồi méo mó vân vân. Nha, méo mó là vân vân. Nhưng đối với cái cúm A hiện nay là cúm AH9N2 ở gà thì thường không có, mà chủ yếu hiện nay trên đàn gà của chúng ta là H5N6 và H5N8 nha. Vậy thì đấy là hai cái cúm mà hiện nay thì như đấy là tôi đã trao đổi rồi anh nhá. Rồi. Vâng. Một khán giả tên là Nguyễn Quyền, gà chảy nước mũi là bệnh gì? Vâng, cái hiện tượng lại đọc nói là chảy nước mũi nữa thì có rất nhiều bệnh mà gây hiện tượng viêm mắt chảy nước mũi, ví dụ như là bệnh Newcastle này gọi bệnh gà dù, ví dụ như là bệnh CRD hay gọi là bệnh viêm đường hô hấp mãn tính, ví dụ như là ILT tức là viêm thanh khí quản truyền truyền nhiễm, hoặc là ví dụ như APV đó, APV vân vân, rất nhiều các bệnh mà gây hiện tượng là hen khẹt, là khô chân, rồi chảy nước mắt và chảy nước mũi. Vì vậy mà anh cần phải, ngoài cái hiện tượng chảy nước mũi ra thì cần phải là nói một số các cái triệu chứng điển hình khác nữa thì chúng tôi mới có cơ sở để chẩn đoán và để mà đưa ra cái tư vấn giúp cho anh khống chế được được dịch bệnh trên đàn gà anh nhé. Vâng, một khán giả nữa tên là Bá Tuấn, thầy cho em hỏi lợn nái bị viêm, viêm cái gì ở đây chứ nhỉ, bị viêm thì dùng kháng sinh loại nào? Vâng, cũng anh Tuấn, thưa anh Tuấn, anh nói viêm đây là có thể là viêm vú, có thể là viêm tử cung, có thể là bị viêm phổi đó, có thể là bị viêm móng vân vân. Thì phải nói cụ thể cho tôi chứ. Thì nói chung là khi đã bị viêm đó, khi đã bị viêm thì tác động chung thứ nhất là phải dùng kháng sinh đó. Thứ nhất là phải dùng kháng sinh. Như vậy thì cái kháng sinh ở đây thì nó tùy thuộc vào các cái bệnh, vào cái mầm bệnh mà nó cái kháng sinh nó có khác nhau đó. Và thứ hai nữa là phải dùng thuốc khám viêm hoặc là giảm viêm. Thế vậy thì trên thực tế hiện nay là người ta thường sử dụng một số loại kháng sinh, đối bệnh nào người ta cũng sử dụng nha, là cái loại kháng sinh mà có hoạt phổ rất là rộng và ít bị kháng thuốc, đó là người ta dùng là Amoxicillin-LA hoặc là Gentamoxicillin-LA, có kèm theo kết hợp với là những chế phẩm có Ceftifur nhá. Ví dụ như là Cep 5.0, Biocep hoặc Cep Kép 7510, thì đấy là những loại kháng sinh là ở cái bệnh nào người ta cũng sử dụng hai loại kháng sinh đấy, là cái kháng sinh mà có hoạt phổ rộng và ít bị vi khuẩn kháng kháng lại. Và thuốc giảm viêm thì nó có thể dùng mấy loại. Thứ nhất là dùng cái prednisolone hoặc có thể dùng dexamethasone. Thì trên thực tế người ta thường sử dụng cái dexamethasone là nhiều hơn. Nhưng cái dexamethasone mà dùng đối với gia súc mà đang mang thai thì là thường dễ bị sảy thai, cho nên người ta đối gia súc đang mang thai người ta không dùng cái không dùng cái dexamethasone mà người ta dùng prednisolone. Và đồng thời là ngoài cái những cái kháng sinh và giảm viêm đấy thì người ta sử dụng thuốc trợ sức trợ lực nâng cao sức đề kháng như vitamin C để nâng cao sức đề kháng, vitamin B1 là trợ lực và caffeine là trợ sức, cùng với việc dùng catosan hoặc là satosan. Thì đấy là tôi nói là cái phác đồ điều trị chung khi mà con vật mà bị viêm, như anh nói chung chung thì nói là có thể viêm phổi, có thể viêm vú, đúng không? Có thể là viêm ruột, có thể là viêm móng vân vân nhá. Vâng, xin mời
bà con tiếp tục đưa ra những câu hỏi. Một khán giả nữa tên là Cường Henry, thầy cho em cách khắc phục và điều trị bệnh viêm da nổi cục trên châu bò. Vâng, cái này thì nãy tôi trả lời cho một khán giả rồi, và cũng như là tôi đã trao đổi là các cái video ở cái do tút chuyên gia Phạm Ngọc Thạch thì tôi đã nói ba cái video và nói kỹ nhất là trong một cái video là bệnh viêm da nổi cục của châu bò và biện pháp khắc phục. Vậy là anh cũng như khán giả vào cái do tút chuyên gia YouTube chuyên gia Phạm Ngọc Thạch và cái mục là bệnh viêm da nổi cục ở châu bò và biện pháp khắc phục thì tôi trao đổi rất kỹ, và vừa nãy tôi cũng đã trao đổi cũng tương đối kỹ đối với cái bệnh viêm da nổi cục đối châu bò rồi nhé chị nhé. Vâng, một khán giả tên là Hiền Hội, cháu xin chào giáo sư, cho cháu hỏi nái đang mang thai và nái nuôi con. Cháu cho ăn trứng gà sống ngày 2-3 quả. Rồi tôi xem tiếp. Thú y bảo cho ăn như vậy nó hay bị mắc bệnh đường ruột. Lợn ốm cháu cũng cho ăn và cháu rất thích lợn, cháu rất thích ăn trứng gà. Cho ăn như vậy có phải là như mà thú y nói như vậy không? Vâng, thế vậy thì là cái trứng gà là một cái loại thức ăn mà có giàu chất dinh dưỡng, cái hàm lượng protein rất là cao, và nó có tác động rất là lớn đối với cơ thể. Nhưng trên thực tế là cái trứng gà mà có tác dụng để nâng cao sức đề kháng là trứng gà mà người ta đã gây tối miễn dịch để mà nó có cái hàm lượng kháng thể ở trong cái trứng, trong cái lằn đỏ của trứng gà, thì nó có tác dụng là nâng cao sức đề kháng, thì nó có tác dụng rất là tốt. Chứ còn khi mà cho ăn tươi, cho ăn trứng sống thì nó có chỉ có cái chế độ là dinh dưỡng cao mà tốt thì nó cũng là phần nào là nâng cao sức đề kháng, cho nên nó cũng có tác dụng. Nhưng trong trường hợp mà như thế này thì là thú y người ta nói cũng có cái đúng là nếu mà trong trường hợp mà sử dụng mà trứng sống đấy, trứng tươi đấy mà không chọn được tốt, ví dụ như là quả trứng mà ở những con gà mà bị mắc salmonella mà chúng ta sử dụng cái trứng đó, đặc biệt là chúng ta xử lý không tốt, thì khi mà lợn ăn vào thì đặc biệt là ngay cả người cũng thế, thì sẽ bị là tiêu chảy, mà cái gọi là cái hiện tượng là trúng cái độc tố salmonella, thì chúng ta thấy là miệng đun đun tháo là cũng là rất là nguy hiểm nha, rất là nguy hiểm đấy chứ không phải là không. Thì đấy là thú y người ta nói cũng đúng, cho nên nếu mà ăn trứng trứng tươi và trứng sống thì cần phải xử lý, đặc biệt là phải vứt bỏ cái vỏ đi, hoặc là vỏ cho ăn cũng được nhưng mà phải rửa sạch nha, phải rửa sạch rồi mới cho ăn. Chứ còn tốt nhất là người ta phải dùng cái trứng gà mà đã được gây tối miễn dịch, thì nó sản sinh ra cái kháng thể thì nó có tác dụng rất tốt. Và hiện nay người ta cũng thể ở một số trường hợp để phòng bệnh, người ta sử dụng cái trứng gà mà đã gây tối miễn dịch là có tác dụng rất là tốt. Vâng, một khán giả tên là Nguyễn Thị Thúy Quỳnh, thầy cho em hỏi vịt bị E. coli bại huyết với bệnh Tembusa thì làm sao để phân biệt được? Vâng, thì trong cái trường hợp mà hai cái bệnh này thì một cái triệu chứng lâm sàng ở ngoài thì nó là tương tự giống nhau. Nhưng mà đối với cái E. coli bại huyết ở đây thì nó lại có thể nó khác một chút, đó là vịt có hiện tượng là bại chân thôi, chứ còn cái tembusu là nó có hiện tượng là vịt lật ngửa nhá, cái hiện tượng vịt là lật ngửa. Còn kia bại huyết là nó chỉ có hiện tượng là liệt chân, bại chân, và có hiện tượng là rụng lông, đặc biệt là rụng lông cánh nhé, đặc biệt là rụng lông cánh. Và khi mà mổ khám thì nó có cái hiện tượng là ruột bị xuất huyết nặng đó, ruột bị xuất huyết nặng, và đồng thời là có hiện tượng là viêm các cái túi khí. Thì đối với cái bại huyết là như vậy. Còn cái tembusu thì là nó không có cái hiện tượng đấy, mà nó đặc trưng nhất là
gây viêm buồng trứng và hoại tử buồng trứng. Và cái triệu chứng lâm sàng là cái hiện tượng mà thường là lật ngửa cổ và chân bơi trèo ở trên không, thì đấy là cái biểu hiện lâm sàng mà để chúng ta phân biệt. Vâng. Một khán giả nữa là Lê Huy. Thưa thầy, gà đẻ trứng để nhận giống, để nhân giống thì cần cho ăn những cái chất gì nó đạt hiệu quả? Vâng, nếu mà trong trường hợp mà tức là trứng để trứng ấp ấy, đó chúng tôi thường gọi là, hoặc là một số bà con thường gọi là trứng để ấp ấy, thì nó cũng như là các cái thành phần, các chất dinh dưỡng nó cũng tương tự như là các cái loại các cái gà kia thôi, như gà để trứng và trứng thương phẩm thôi. Nhưng mà trong trường hợp này thì nó có thể là tăng cái tỷ lệ đạm hơn so với trong trường hợp gà trứng thương phẩm, và tăng cái hàm lượng primix khoáng và vitamin. Đó, primix khoáng và vitamin. Thế thôi, chứ còn thì nó không khác nhau lắm đối với cả gà mà đẻ trứng thương phẩm đâu. Thì tất nhiên là các cái chất dinh dưỡng là phải đầy đủ, và tỷ lệ các chất dinh dưỡng phải cân đối. Chứ nếu mà đầy đủ nhưng không cân đối nhiều quá hoặc là ít quá thì cũng không tốt trong quá trình mà nâng cao cái tỷ lệ cũng như là cái chất lượng trứng nhé. Vâng, cảm ơn Nguyễn Thiện. Thì cũng do điều kiện bận cũng như là cái tình hình dịch bệnh Covid cho nên là chúng tôi cũng là ít cái buổi live stream trực tuyến đối với bà con. Do vậy mà mong bà con thông cảm. Thì tất nhiên trong cái giai đoạn này thì chúng tôi sẽ cố gắng sẽ live stream trực tiếp đối với bà con để trả lời câu hỏi đối với bà con. Còn hiện nay thì chúng tôi chủ yếu là xây dựng các cái video vào những bệnh cụ thể trong cái YouTube chuyên gia Phạm Ngọc Thạch. Tôi lấy ví dụ vừa rồi chúng tôi có xây dựng một cái video là bệnh spayless ở lợn con, tức là cái hiện tượng mà vừa đẻ ra hiện tượng run chân và bãi chân. Thì cả một cái video đó. Và vừa rồi chúng tôi cũng lại là xây dựng một cái video là bệnh quài xương ở chó, cũng một video hoàn chỉnh cả hình ảnh cả những cái hình ảnh video mà biểu hiện triệu chứng lâm sàng. Do vậy là cái hướng là sau này của chúng tôi sẽ đi sâu vào các cái video trong cái kênh YouTube chuyên gia Phạm Ngọc Thạch. Thế còn cái việc mà live stream trực tuyến thì chúng tôi cũng sẽ hứa bà con sau này là cũng tăng cái số buổi live stream trực tuyến để giúp bà con, và cũng để mà trao đổi cùng bà con, gặp bà con để biết được cái tình hình chăn nuôi cũng như là để cho nó vui đó. Vâng. Rồi còn rất nhiều các câu hỏi của bà con. Vâng, tôi sẽ trả lời một cái câu hỏi tiếp là một khán giả tên là Khoai Lang. Thầy ơi, thầy có thể tư vấn về một vài sản phẩm, cái chế phẩm có hiệu quả để cho bà con dùng để đảm bảo vệ sinh, đảm bảo cái về bệnh ở đường tiêu hóa. Vâng, cái không biết là cái gì, tiêu hóa hô hấp của gia cầm. Bà con rất cần. Vâng, những cái chế phẩm thì thực ra là nếu mà chế phẩm ở đây thì thường là người ta sử dụng một số chế phẩm, ví dụ chế phẩm sinh học. Chế phẩm sinh học đây là vừa có tác dụng là nâng cao sức đề kháng, vừa có tác dụng bồi bổ cơ thể, và đặc biệt là nếu ở đường tiêu hóa thì nó sẽ cân bằng cái hệ vi sinh vật trong đường ruột, cho nên giúp cho quá trình tiêu hóa hấp thu. Vì vậy mà vừa kích thích sinh trưởng phát triển nhưng vừa là khống chế được dịch bệnh. Thì đấy là những cái chế phẩm mà chế phẩm sinh học hiện nay hầu hết người ta dùng trong quá trình chăn nuôi. Thế ngoài cái chế phẩm sinh học này ra thì người ta còn dùng một số các loại men. Đó, cái loại men mà cũng giúp cho quá trình cân bằng hệ vi sinh vật trong đường ruột, và cũng như là tăng cường cái quá trình tiêu hóa hấp thu nhá. Thì trên thực tế hiện nay là cái chế phẩm sinh học có rất là nhiều
với nhiều các cái dạng khác nhau, và men tiêu hóa cũng thế. Thì đấy là hai cái chế phẩm mà hiện nay sử dụng rất tốt để nâng cao sức đề kháng cũng như là tăng tăng trưởng đối với vật nuôi, cũng như là để khống chế dịch bệnh đối với vật nuôi. Vâng. Vâng, thì một câu hỏi nữa là Đới Văn Cương, là thầy hướng dẫn cho mọi người sử dụng cái nhóm kháng sinh đặc trị về hô hấp và tiêu hóa. Thế vậy thì cái kháng sinh, xin sư bà con, cái việc mà sử dụng kháng sinh thì một số bà con chăn nuôi thường là có cái quan niệm trước kia là kháng sinh để phòng bệnh, cho nên là dùng kháng sinh là chúng tôi nói thường gọi là dùng kháng sinh vô tội vạ. Cái gì cũng dùng kháng sinh, khi mà khí hậu thời tiết thay đổi là dùng kháng sinh, hoặc là heo nái vừa đẻ xong không có vấn đề gì cũng là dùng kháng sinh và phòng được bệnh. Và tôi nhắc lại là kháng sinh không phòng được bệnh, không phòng được bệnh. Bởi vì sao? Là khi mà đưa vào trong cơ thể thì nó tồn tại ở trong cơ thể trong một cái khoảng thời gian ngắn, thì do vậy sau đó được đào thải ra ngoài cơ thể. Thì khi mà nó được đào thải ra ngoài cơ thể thì mầm bệnh vi khuẩn mới xâm nhập vào, thì làm sao mà phòng được bệnh. Cho nên là cái việc mà kháng sinh ở đây, dùng kháng sinh ở đây vào trong cái trộn vào trong thức ăn ấy, là người ta chỉ nhằm với mục đích là điều trị dự phòng một số bệnh. Tức là gì? Ở cái cơ thể khỏe mạnh bình thường thì một số vi khuẩn nó vẫn là cư trú ở đấy. Ví dụ như Salmonella, E. coli và vi khuẩn yếm khí nó cư trú trong đường ruột. Do vậy mà trong những trường hợp mà khi mà khí hậu thay đổi, thời tiết thay đổi khắc nghiệt, giảm sức đề kháng thì cái loại này nó sẽ tăng lên về số lượng nó gây bệnh. Như vậy thì người ta sử dụng kháng sinh để diệt bớt cái vi khuẩn đó đi thì nó sẽ không gây được bệnh. Thì đấy thôi, chứ còn thì cứ chữa phải không phòng được bệnh, cho nên đừng có sử dụng nhá. Thế còn thì cái kháng sinh thì tùy theo các cái loại kháng sinh khác nhau mà đặc trị đối với các cái hệ khác nhau. Ví dụ là bệnh ở hệ hô hấp này thì kháng sinh đặc trị hiện nay người ta thường sử dụng nhiều này, ví dụ như là timicosin này, thiamulin này, doxycycline này, amoxicillin này, xanthatilo này, và lancosin. Thì đấy là những kháng sinh mà hoặc là erythromycin hoặc là lancospec. Thế còn kháng sinh đặc trị đối đường tiêu hóa thì người ta cũng sử dụng có một số loại kháng sinh nó có tác dụng rất tốt, ví dụ như là amoxicillin đặc trị đối với cái viêm ruột hoại tử, rồi dùng ampicillin nha. Thế còn chủ yếu là người ta thường sử dụng là enzofloc, thiamphenicol, florphenicol hoặc là liotisol. Thì đấy là những kháng sinh mà tốt đối với bệnh ở đường tiêu hóa. Vâng, còn rất nhiều các câu hỏi nữa, nhưng mà thời gian là rất là ngắn. Vì vậy mà tôi sẽ xin phép bà con và sẽ trả lời những câu hỏi còn lại của bà con một cách sớm nhất. Và bây giờ tôi hướng dẫn bà con sử dụng một số loại thuốc. Thì hôm nay chúng tôi sẽ hướng dẫn cho bà con có hai loại thuốc. Loại thuốc thứ nhất là cái loại là khắc tinh E. coli. Thì người ta gọi là khắc tinh E. coli ở đây có nghĩa là cái thuốc này nó có tác dụng điều trị rất đặc hiệu đối với E. coli trong các cái bệnh nha, trong các cái bệnh của gia cầm, ví dụ như là bại huyết, hoặc là trong trường hợp là E. coli gây bệnh viêm ruột ở lợn, hoặc là đối với gia cầm là điều trị bại huyết này, hen này, rồi là cái bệnh thương hàn của gia cầm. Thì đây là cái bệnh lại là thuốc thứ nhất, mà cái đây là một cái thuốc của cái công ty SmartVet nhé, SmartVet, công ty cổ phần SmartVet. Một cái loại thuốc thứ hai cũng là loại thuốc kháng sinh, đó là T-amulin LA, nhé, T-amulin LA 15%. Thì đây là một cái huyễn dịch tiêm mà có cái tác dụng rất tốt, đặc trị viêm vú, viêm tử cung, nhé, đặc trị viêm vú, viêm tử cung và viêm đường hô hấp, cũng như là cái viêm ruột hoại tử cũng có tác dụng rất là tốt. Và đây là một cái loại thuốc của cái công ty
tích vét đó. Thì đây là hai loại thuốc mà chúng tôi giới thiệu cho bà con trong buổi tối hôm nay. Thì trên thị trường có rất nhiều các loại thuốc, có rất nhiều các chế phẩm, vậy là tùy theo các cái hiệu quả cũng như cái giá thành của các cái chế phẩm, và cũng như là cái cơ số thuốc ở trong cái khu vực của bà con, để bà con chúng ta tìm được những loại thuốc mà hợp lý nhất để mà bà con chúng ta sử dụng. Vâng, rất cảm ơn bà con trong cái buổi live stream ngày hôm nay đã bớt chút thời gian cùng tham gia với chúng tôi cái buổi live stream tư vấn về vấn đề chăn nuôi cũng như khống chế vấn đề dịch bệnh trên cái đàn vật nuôi. Một lần nữa xin cảm ơn bà con, chúc bà con một buổi tối tốt lành.